Nhân Đức thấy những bài chia sẻ Phật pháp của mình nó trải nghiệm trong cái cuộc sống của chính mình luôn. Đó là cái mà Nhân Đức thấy, thí dụ như thường ngày bản thân của mình sống nhiệt tình với mọi người, hết lòng với mọi người. Khi mình gặp một sự trở ngại gì thì tự nhiên có những người, có khi mình không biết cái gì, mình không than gì mấy, giúp lại mình. Nên những điều những Đức chia sẻ đây để mọi người chúng ta khi làm việc thiện, việc tốt, nhiệt tình, không cần phải suy nghĩ nhiều quá. Tại vì sao? Cái nhân cái quả nó tương đồng lắm quý vị, rất là tương đồng. Cũng như lúc những đức đương thời đủ duyên làm những việc ý nghĩa, việc thiện được, từ cha mẹ ông bà của người khác, những đức đều gánh vác nhiệt tình hết mình để nhận, để lo. Khi những đức gặp sự cố thì có khi những người đó cũng chưa chắc giúp lại những đức, nhưng mà lại những người khác giúp. Nên trong cuộc đời quý vị phải nhớ là mình thiếu nợ ân tình, chỗ nào mình trả chỗ đó. Khi người khác thiếu nợ ân tình của mình, người ta sẽ trả lại cho mình, mà mình cũng không đòi hỏi, nó vẫn là như vậy. Phải tin vào nhân quả nha quý vị. Nên sống làm sao bằng cả tấm lòng, sống nhiệt tình hết mình đi, cuộc đời không đến nỗi khổ đâu quý vị. Tại vì những đức thấy rõ ràng, khi những đức mà gặp sự cố, nó trải nghiệm qua cái cuộc sống của chính mình, qua những bài chia sẻ Phật pháp của mình, và bây giờ nó đều rất xác thực. Nên ví dụ như có những người từ quý thầy chủ trì chùa, có những vị thầy cũng rất nổi tiếng, họ mời những đức đến nơi của họ để họ hộ trì cho những đức. Rồi hàng cư sĩ thì có những người cúng đất, cúng nhà, có những cô mà cúng mấy chục mẫu đất mà đều là những đức không có nhận. Rồi như cô y cúng đất mua thầy cần thì ở Đà Lạt cũng có, rồi ở đâu chỗ khác cũng cũng được, tùy thầy chọn lựa. Nhiều lắm quý vị, rất là nhiều người cúng đất cúng nhà. Còn quý thầy thì những đức cũng chưa từng qua lại, mời những đức về chùa để họ hộ trì cho những đức tu. Thì cái tấm chân tình đó những đức nhìn nhận ra rằng là rõ ràng trong cái cuộc sống của người mình cứ cực lực nhiệt tình đi. Thật sự những đức thấy rằng là lúc những đức khi ở chùa thì từ người bệnh đau, người ung thư, những ca những đức nhận hộ niệm, mà thật sự mà nói nhiều người nói rằng là trời, những ca này ghê gớm quá, thầy nhận hết. Những người già nằm chỗ những đức nhận, cha mẹ của những người có khi hương linh đồ nhập dựa, nhưng mà những đức cũng cho vô chùa ở, từ từ khỏe lại. Nó nghĩa là rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trong mười mấy năm những đức đi tu, những đức đều nhận hết vô ngôi nhà Tam Bảo. Rõ ràng trả lại cho những đức khi những đức gặp sự cố. Thì có những người không biết từ đâu, những đức chưa từng, có nghĩa là chưa từng biết họ đấy, họ biết những đức, họ những đức không biết họ luôn, nhưng họ giúp những đức hết lòng hết dạ. Đây là cái những đức muốn nêu lên cho quý vị, để quý vị nhận thức rằng là cái nhân cái quả 100%, không sai một chút nào hết. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình làm thiện mà mình gặp những điều không tốt đến với mình, không phải đâu. Việc thiện mình làm sẽ hưởng thiện, việc sai mình làm mình sẽ hưởng sai, chắc chắn luôn. Mình gieo nhân nào gặt quả báo nấy à quý vị. Ví dụ như mình có thông minh, mình có tính toán giỏi như Gia Cát Lượng đi chăng nữa, Gia Cát Lượng là quá dữ dằn đấy vị. Ông tính toán là như là gọi là thần cơ diệu đoán luôn, mà nghĩa là quá giỏi luôn, mà ta tôn xưng là bậc thánh luôn đấy vị. Quá thông minh, đến khi mà ông gần chết ông vẫn biết được là ngày đó ông chết luôn. Ông phải dùng cái cách mà ông sống, ông tiếp tục sống không chết, nhưng cuối cùng ông phải chết. Người tính không bằng trời tính, người tính không bằng số mệnh tính.
Quý vị mới nhớ kỹ nghe. Người tính không bằng chờ tính không bằng số mệnh tính. Số mệnh là chủ chốt quan trọng nhất. Không có ai làm chủ tể cho mình, mà nhân quả là chủ tể. Nghĩa là nhân quả là bản thân mình gieo nhân làm sao gặt quả gì. Nhân quả là chủ tể. Không có chủ tể nào quyết định cho mình. Không có Phật Bồ Tát hay là vua Diêm La hay là ông trời gì là chủ tể của mình hết, mà là chính bản thân mình là quyết định cho chủ tể của mình, là mình gieo nhân như thế nào mình gặt quả như vậy 100% luôn. Đó mới là chánh tín trong nhà Phật dạy. Nếu không thì đi vào mê tín. Nếu như chúng ta nghĩ rằng có một chủ tể nào để quyết định số mệnh, để mình cầu nguyện họ giúp đỡ mình, thì đây là mê tín. Các ngài chỉ là đem một cái phương pháp dạy mình thôi. Còn bản thân mình hành trì, nên bản thân mình là mới là chủ tể chính nhất. Đây gọi là chánh tín quyết định cho cuộc đời của chính mình. Nên những điều chia sẻ này nó xác thực lắm, thật sự luôn. Đây là những điều những Đức lấy những cái trải nghiệm trong cuộc đời 15, 16 năm, thời gian cũng dài đó quý vị. Từ đời lắng đạo, những Đức đã trải nghiệm qua thấy rõ ràng luôn. Và những lúc những Đức gặp sự cố như vậy, có nhiều người thấy, ô tôi nghiệp thầy quá. Những Đức thấy rõ ràng những Đức không có một chút gì gọi là thiệt thòi. Quý vị có bây giờ mỗi ngày tu an lạc vô cùng, không có thiệt thòi quý vị à. Đúng rõ ràng phải tin Phật, phải tin nhân quả, không thiệt thòi. Thí dụ như giờ mẹ con có liên diệu ở Kiên Giang, liên diệu cũng ở chùa đó, thấy không? Bây giờ liên diệu về nhà, nghĩ rằng rồi nhỏ đi tu, giờ cuối cùng đi về nhà. Về nhà bây giờ nó tu 4 năm thờ, nó tu với mẹ nó luôn. Ở khi nó còn an lạc, nó còn vui hơn. Thật sự luôn, mình không ngờ điều này xảy ra luôn. Mình nghĩ rằng cái lúc mình đi về, đi ra khỏi chùa mình rất buồn luôn. Rồi mình ở đâu thì quen đó, mình đi mình rất là buồn. Mình không thể nào nghĩ rằng mình thích nghi một cái chỗ nào đó mà mình có thể sống đặc biệt được như vậy. Nhưng bản thân mình đã không còn duyên ở đó, dù mình không đi cũng không được, thấy chưa? Mà khi mình đã đi ra rồi, mình phải chấp nhận và thích nghi cái hoàn cảnh mà mình phải tiếp đến, mình phải ở. Cuối cùng mình phải chấp nhận mà mình phải tiếp tục phải tu hành, thì tự nhiên cuộc đời mình nó còn đặc biệt hơn nữa. Thấy rõ ràng luôn. Bây giờ những Đức trong lòng, những Đức mạnh dạn nói một câu là những Đức bây giờ mới cảm thấy mình có cơ hội để đời này giảng sanh nè. Thật sự quý vị luôn. Vì sao cái người niệm Phật giảng sanh là mình phải niệm Phật, mình phải có thời gian dụng công tu. Nếu mình không có giờ thời gian dụng công tu, dù mình có tạo phước báo lớn cỡ nào, phước báo lớn cỡ nào, thì và Thượng Tịnh Không thì nói cũng là nhân thiên, chưa chắc được nhân thiên nữa. Nó thật sự luôn. Đại lão của Thượng Tịnh Không thì nói rằng bạn không giảng sanh thì đọa địa ngục chứ không phải chuyện giỡn đâu, nhớ không? Nên từ nơi đó mà những Đức nói rằng là rõ ràng phải tin nhân quả, phải tin Phật Bồ Tát, phải tin nhân quả, tin Phật Bồ Tát chắc chắn luôn. Bạn hãy tin, bạn gieo nhân như thế nào, bạn gặt quả như vậy, bạn sẽ không hờn trách người khác đâu. Cuộc đời bạn ở nơi nào đã hết duyên rồi, bạn có miễn cưỡng cũng không được. Tại vì duyên bạn ở nơi đó đã hết rồi, dù bạn muốn ở cũng không được. Bạn phải chấp nhận và bạn phải thích nghi cái nơi bạn sẽ đến. Dù cuộc đời có khó khăn, có trở ngại cỡ nào, bạn hãy trong hoàn cảnh đó mà niệm Phật. Trong hoàn cảnh khó khăn, niệm Phật khó khăn. Trong hoàn cảnh thuận tiện, bạn niệm Phật thuận tiện. Trong hoàn cảnh nào, bạn tu trong hoàn cảnh đó, không trở ngại. Thật sự, đó là điều mà bản thân những Đức đã trải nghiệm qua. Trải nghiệm qua. Nên đây bây giờ mới là những cái sâu sắc nhất trong cuộc đời những Đức mà đem những cái điều đã trải nghiệm qua chia sẻ cho vị nghe. Nên những Đức nói rằng lòng tin đối với nhân quả và Phật, những Đức tin thật sự chủ tể là mình quyết định luôn. Thật sự mình là người quyết định. Có những cái mà gọi là giống như quý vị tan nhà mất mạng, mà nếu như quý vị chịu niệm Phật chưa hẳn là xấu, chưa hẳn là xấu. Có khi bản thân con người mình nó có tất cả, nhưng mà mình tương lai đi đọa lạc. Có khi mình lại mất tất cả mà chưa tương lai mình lại giải thoát. Cái quyết định là mình nè. Sự an lạc chưa hẳn là nhà cao cửa rộng, chùa cao Phật lớn, nhiều người thương yêu, chưa chắc là cái hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc đó là trong tầm tay của chúng ta. Chúng ta là người quyết định được cái hạnh phúc này. Đây mới là cái đặc biệt trong Phật Pháp. Không? Thí dụ như giờ người ta cho mình niềm vui, người ta có thể lấy niềm vui.
mình nương vào người ta để sống, có khi một ngày nào mình té ngã tại mình dựa thì người ta đứng xích ra mình té liền. Nên bản thân mình phải nhớ kỹ rằng Đức Phật dạy mình là con phải tự đứng. Ta chỉ là người chỉ con đường con phải tự đi. Con phải tự đứng vững trong cuộc đời. Nếu con lỡ té, con phải đứng lên. Nhớ nghe quý vị, trong cuộc đời con người mình lỡ té, mình phải đứng lên. Tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ người ta sẽ dìu mình lên, người ta sẽ cho mình dựa mãi mãi, chưa chắc. Và đến một ngày nào bản thân mình phải tự mình đi. Thật sự mà nói, cuộc đời chúng ta tự nhân quả chiêu cảm chúng ta đến cuộc đời này. Rồi cuối cùng chúng ta cũng phải theo nhân quả mà tự mình đi. Bạn hãy chọn lựa cái chỗ bạn đi đến đi. Dù bạn có bao nhiêu bạn bè đứng xung quanh bạn, đến khi bạn chết, chỉ là một mình bạn chơi trọi. Cái sự chống chọi đó của bạn đi về đâu là bạn đi nè. Đó. Thật sự mà nói rằng đến một ngày nào chúng ta khi chút hơi thở cuối cùng, chúng ta quyết định cho cái hàng ngày bạn đang chọn lựa và quân tập. Nên có những con người chúng ta không thể nào biết đủ. Và chúng ta có rồi, chúng ta tiếp tục càng thêm. Nhưng đến khi chúng ta sắp sửa chết thì chúng ta chỉ có cần sự bình an. Mà sự bình an đó hàng ngày chúng ta không quân tập thì cặn tử nghiệp gần chết, làm sao chúng ta có được bình an? Chúng ta trong vật chất, trong danh tiếng để làm mình bất an, thì bạn làm sao cặn tử nghiệp mà bạn được an tâm? Bạn ở trong danh tiếng và trong tài sản, bạn phải biết đem giúp đỡ nhiều người, bạn làm nhiều việc tốt, đẹp trong cuộc đời, bạn đã thấy đó là một lý tưởng. Thì khi bạn đã đủ nhân duyên rồi, bạn ra đi, bạn cảm thấy mãn nguyện, đó mới là bình an trong cuộc đời của bạn. Nên con người sống hơn con người chỉ có cái là bạn có lý tưởng hay không, bạn sống vì một cái gì. Quý vị biết rằng từ xưa tới nay bao nhiêu con người họ có thể vì xã hội, vì đất nước, họ có thể cống hiến và hy sinh, đó là lý tưởng của họ. Đức Thích Ca Mâu Ni ngày bỏ cung vàng điện ngọc vì một lý tưởng gì? Vì một lý tưởng giải thoát cuộc đời của ngài, giải thoát cho bản thân, giải thoát cho nhân loại. Đó là lý tưởng quý vị. Và bản thân những Đức may mắn thay gặp được Phật Pháp, những Đức cũng có lý tưởng sống của chính mình. Dù cho trong hoàn cảnh nào, những Đức cũng mong rằng cái lý tưởng của mình tiếp tục mà nói tiếp, không thể nào dừng lại được. Từ khi chừng nào những Đức ra đi, những Đức chết đi mới tạm dừng lại. Cũng chưa chắc dừng. Vì sao? Mặt trời mọc hướng đông, lặn về tây, rồi tiếp tục quay về đông lại thôi quý vị. Cuộc sống con người chúng ta không thể nào dừng lại. Cái dòng lãng quẳng quay một dòng này tròn này, chúng ta không dừng lại. Nếu chúng ta còn trong lục đạo luân hồi cũng không dừng. Chúng ta sanh về cực lạc cũng không dừng. Sanh về cực lạc thì đặc biệt của chúng ta là được chọn lựa chỗ chúng ta đến. Nhân duyên, chúng ta sẽ đến nơi nào đó để giúp người tiếp tục. Nên con người đến với con người, khi chết đâu phải là hết đâu quý vị. Chết đâu phải là hết. Giống như cái câu nhà Đức vừa nói, mặt trời mọc hướng đông, lặn về tây, rồi tiếp tục sáng mai lại mọc từ đông mà thôi. Từ nơi đó mà con người sống phải có một lý tưởng. Lý tưởng đẹp nhất của cuộc đời chúng ta là lý tưởng lành mạnh, lý tưởng thiện. Nên câu nãy chúng ta nói rằng thông minh như Gia Cát Lượng đi chăng nữa, bạn có thể thần cơ diệu toán, bạn tính được hết, nhưng cuối cùng cái tính của bạn quay lại xử lý bạn. Cuộc đời của người cực kỳ thông minh và bạn tính bao nhiêu thủ đoạn, người ta rất ngưỡng mộ bạn. Nhưng bạn hãy chờ xem, cái tính của bạn là cái diệt vong bạn. Bạn tính cái gì? Nên có những con người không thông minh, bạn nhìn họ như người bị thiệt thòi vậy đó, nhưng cuối cùng cái nhân, cái quả của họ rất tuyệt vời. Nếu như một người thật sự muốn sanh về thế giới cực lạc, bạn không cần phải thủ đoạn tính toán với người khác. Cái người nếu thật sự tu hành muốn giải thoát, mà nếu tính về cái chuyện sợ mất nhà, mất chùa, mất sự nghiệp, thì bạn sẽ bị nhân quả này quay ngược lại với bạn. Dù bao nhiêu người có thể nghĩ rằng bạn thông minh đó, nhưng bạn sẽ vô cùng thê thảm khi cuối cuộc đời. Tất cả những điều tính này nó sẽ trở lại với bạn. Kinh khủng lắm. Nên một con người thật sự có tâm giải thoát, giống như bạn là người ngu ấy, như là người thiệt thòi, nhưng thật sự chính bạn không phải bị thiệt thòi. Giống như Đức Thích Ca Mâu Ni,
Có một ông trưởng giả giàu sang đi theo ngài, nói tại sao ông thiếu sự thông minh như vậy? Nhà giàu sang phú quý cái gì ông cũng có, bây giờ ông bỏ tất cả, ông làm một vị tăng không có gì cả, ba y một bát tối ngủ gốc cây, tại sao ông khờ dại như vậy? Đức Thích Ca Mâu Ni nói rằng ông giàu sang phú quý, ông mỗi ngày ông bị sự chối buộc của sang giàu, bị danh tiếng chối buộc, ông hạnh phúc gì? Đêm hôm ông ngủ chỉ cần con chó sủa thôi ông đã hết hồn. Còn tôi có 100 con chó sủa tôi cũng không cần hết hồn, vì tôi không có cái gì để ăn trộm phải lấy, nên tôi rất tự tại với gốc cây. Còn ông dù trong một căn nhà to lớn ông vẫn bị hết hồn. Nên có những người tiền bạc giàu sang phú quý, người ta làm một cái khung nhà vòng tròn bao phủ lại, nhà người ta có mấy lớp cửa để phá, có cảm giác như đang sống như thế nào? Cái cảm giác sống như thế nào quý vị? Chúng ta dưới quê quý vị thấy, chúng ta có khi nuôi một số con gì đó, chúng ta làm một cái chuồng rất là kín đáo, tự ngồi mà suy nghĩ. Từ nơi đó con người chúng ta không khéo, chúng ta bị cái dòng lẳng quẳng này nhốt chúng ta lại, mà cho đó là cái chúng ta hạnh phúc. Dù có tính toán kỹ cỡ nào, cuối cùng cuộc đời nhân quả vẫn là quay lại với chính mình. Hạnh phúc lớn nhất của con người chúng ta biết đủ thường vui. Thật sự bản thân có những đức đã từng ở hai điểm chùa nổi tiếng, và cũng từng đi ra khỏi hai điểm chùa nổi tiếng, đã trải nghiệm cho bản thân mình một cái cảm giác cực kỳ sâu sắc. Và bây giờ bước ra ngoài cũng ở nhà của người ta, nhưng cái nhân duyên rất đặc biệt, ở ngôi chùa đầu tiên cơ hội của những đức là gì? Cũng được quảng chúng, bị chủ trì đi giảng pháp suốt. Bản thân của những đức ở chùa, người ta khi cúng dường những đức cũng được nhận. Những đức nói rằng đồng tiền người ta đưa làm nhiệt tình, 5 năm đó những đức làm kinh khủng luôn, đĩa băng sách vở những đức gỡ không biết bao nhiêu mà nói, lập lên một tư tưởng gỡ đi quá trời gỡ đi luôn. Thời điểm đó những đức gỡ đi dữ lắm, không ai biết những đức cả, nhưng ở phía sau những đức làm kinh khủng luôn, làm cực lực, làm nhiệt tình. Những ca nhận kinh khủng nhất là chú Nguyễn Nhân Công, nhiều ca hộ niệm kinh khủng luôn, đem lại những đức nhận hết. Người già khổ đau té tua những đức làm được trong 5 năm đó dữ dội lắm quý vị. Chùa một tuần có khi chết 5 người, 7 người, có khi 8 người. Từ từ mà đến nỗi mà chiếc xe tải mà làm 2 ngăn để chở được 2 cái quan tài, tại vì hộ niệm mắt thường xuyên nhìn được cái vô thường và nghĩ bản thân mình sẽ chết, nên nhiệt liệt hết mình làm để cho ý nghĩa của cuộc đời. Trong 5 năm thiệt tình quá ý nghĩa. Tới 10 năm ở ngôi chùa thứ hai, những đứa cũng nghĩ rằng người ta đem tiền đưa cho mình cực lực làm, đồng tiền những đứa có được, quý vị thấy mấy ngày pháp, mấy niệm Phật đèn bông sen, những đứa giáo viên không biết bao nhiêu mà nói, năng lượng niệm Phật, câu Phật hiệu của những đứa bay tặng hư không. Con người còn sống, người đã chết kiến dáng gùi mũi, nơi nào cũng nghe được tiếng niệm Phật của những đức cả. Cuộc đời những đức như vậy là quá mãn nguyện, quá ý nghĩa, làm cực lực, làm nhiệt tình, làm hết mình. Đối với con người đến nơi chùa chiền ở, những đức luôn luôn cho họ cái bình an. Đến khi những đức không còn duyên ở chùa nữa, bước ra ngoài cũng tiếp tục ở nhà của người khác, nhà người khác bản thân những đức cũng được như làm chủ. Hai ngôi chùa những đức ở cũng vậy, tuy những đức không phải chủ trì, những đức cũng như làm chủ. Tới ngôi chùa thứ hai cũng như làm chủ luôn, đều là thời gian ở không phải của mình sở hữu, nhưng bản thân mình được làm chủ, được quyết định, được làm tất cả các việc. Vì đây là việc lạ không? Tới khi những đức đi ra ngoài lỡ nhà người ta, những đức cũng như làm chủ nhà người ta luôn, quyết định hết. Trong nhà những đức cái gì cũng quyết định cả. Người chủ nhà nói rằng thầy có quyết định, thầy muốn sắp xếp như thế nào, chuyện của thầy, nhà của con là nhà của thầy, con cũng phải nghe thầy luôn. Thấy lạ chưa quý vị? Có nghĩa là cuộc đời của người rất là lạ. Có những cái vị thấy rõ ràng quý vị được sở hữu, nhưng vị thì không quyết định được. Nhưng những đức không sở hữu, nhưng mà những đức đi đến đâu, những đức đều quyết định sự việc ở nơi đó. Đó là cái niềm vui của cuộc đời mình, sống rất có ý nghĩa. Nên niềm vui bây giờ của Như Đức là gì? Mỗi ngày Như Đức tu râm với quý vị, số lượng người rất đông, giờ này ta cũng hơn 800 người một đạo tràng.
800 thành viên, số lượng này khoảng 1.300 người tu. 1.300 người tu cộng lại hơn 3 ngôi chùa Nhật Đức đã từng quản lý. Số lượng giờ này là quý vị đông hơn 3 ngôi chùa Nhật Đức đã từng quản lý. Chắc chắn quý vị luôn. Số lượng 3 ngôi chùa bây giờ ít lại. Còn cái giờ hai thời công phu sáng tối, chắc chắn quý vị luôn số lượng phải hơn 3.000 người tu. Vì nó hơn 2.000 thành viên, hơn 3.000 người là chắc chắn. Hai thời đó 12 giờ khuya đêm hôm mà 1.100 người tu, là 1.100 thành viên, số lượng chắc chắn là khoảng 1.300 người tu tập giờ 12 giờ khuya. Quý vị thấy rằng quá ý nghĩa trong cuộc đời mình. Như vậy thì bất cứ lúc nào Nhà Đức chết, Nhà Đức cũng cảm thấy mãn nguyện. Vì sao? Đến với cuộc đời này Nhà Đức cảm thấy mừng vô cùng. Sống những ngày tháng rất ý nghĩa của cuộc đời. Nếu như Nhà Đức ngoài đời có vợ, dù Nhà Đức giàu như giám đốc đi chăng nữa, giỏi lắm Nhà Đức cũng cực lực lo cho vợ, cho một đứa con. Cả đời Nhà Đức cũng là như vậy. Bây giờ Nhà Đức sống đúng là quanh quanh liệt liệt, làm những việc ý nghĩa, làm việc gì cũng đa phần việc lớn. Nhân Đức thấy rằng tạo nghiệp lớn, kết duyên lớn, tu phước lớn, tạo phước duyên lớn. Cuộc đời Nhân Đức làm việc thiện lớn cũng có, mà tạo nghiệp lớn cũng có, cái gì cũng lớn. Chắc chắn niệm Phật cũng là niệm Phật lớn luôn nữa. Giảng sanh lớn, chắc chắn luôn quý vị biết. Tại Nhân Đức làm cái gì cũng lớn cả. Nó tạo nghiệp cũng dữ dằn, kinh thiên động địa. Còn tổ chức pháp hội cũng kinh thiên động địa. Vì là cuộc đời Nhà Đức đến cái cõi này quá xứng đáng, quá ý nghĩa quý vị. Thật sự Nhà Đức không có cái gì mà gọi là thấy rằng mình bị thiệt thòi vậy chứ. Còn bây giờ thì người thương kẻ ghét gì Nhà Đức cũng mặc kệ luôn. Vì bản thân Nhà Đức đã tới bây giờ rồi là trở thành một con người nó còn kinh khủng hơn ngày xưa nữa. Giống như nói là đạo tràng của mình trên không trung, nhưng không phải gì là của mình cả. Có cũng như không có, đúng là quá tuyệt vời. Tại sao cuộc đời mình lại được như vậy? Có cũng như không có, không có mà như có. Bây giờ mà Nhà Đức nói nhân viên Nhà Đức ở một chỗ nào mà quy tụ con người bị xé, con người đến trong cho mà thấy. Đến mà coi chừng mới bị gặp Nhà Đức nắm tay, tay bắt mặt mừng, ôm nhau mà khóc. Tại vì sao lâu ngày quá không được gặp nhau. Nhà Đức tin bây giờ rất nhiều người cũng đang nhớ nhung Nhà Đức lắm, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nói sao tự tin quá không biết được gì hết. Hiểu không? Mình cứ nói vậy đi. Quý vị coi. Tại vì sao? Vì con người niệm niệm vì người khác, cực lực nhiệt tình. Người đàn ông dám nói dám làm. Thật sự Nhà Đức nói nhất định Nhà Đức sẽ làm bằng được. Nhà Đức tin rằng con người không việc gì mình không làm được, chỉ có mình không dám làm. Việc ác còn dám làm chứ việc thiện làm gì không dám làm. Thật sự. Tại sao không làm việc thiện? Tu làm gì tu không được. Nên những đức rèn bây giờ một ngày một đêm những đức có thể ngủ chừng 2 tiếng thôi cũng được. Rèn bản thân của người mình ra một con người cực kỳ tỉnh táo trong mọi lúc mọi nơi. Thời gian những đức bây giờ ăn ngủ cực kỳ ít. Nếu mà cái đà tu này thì tuyệt vời quá. Chưa về cực lạc nó cũng có cảm giác của cực lạc. Vì sao? Vì cái danh lợi trong cuộc đời không còn trói buộc Nhân Đức nữa. Dù cuộc đời có đưa đẩy Nhân Đức như thế nào, bản thân Nhân Đức ở đâu, vì Nhân Đức đã có Ai Di Đà Phật. Nhân Đức cảm thấy rất bình an. Thật sự chỉ cần có Ai Di Đà Phật thì vô cùng bình an, không có gì phải sợ hãi cả. Nên thấy gia đình có nhiều người Nhân Đức thấy mừng cho quý vị. Như gia đình của Trần Lâm Liên Phúc, bây giờ qua giờ chắc bạn hay gì ổng lên tu suốt. Có khi biết nhau qua màn hình vậy thôi. Có khi cũng gặp những đức mà nhiều người quá những đức cũng chưa nhớ là gặp ở đâu. Thật sự cái lượng người mà biết những đức quá đông à. Thật sự quá đông. Quý vị có thể gặp những đức, nhớ những đức gặp ở đâu, nhưng mà những đức không nhớ nổi. Vì bản thân những đức gặp quá nhiều người. Nó, nhất là ngày lễ vì thấy kinh khủng chứ. Chàng ơi, một người học lớp 3 xấu xí hô lùng. Vậy mà quý vị thấy những ngày lễ người ta bu xung quanh là coi như là cục van vậy đó. Đến lúc rồi ghét thì coi như cục phân nó vứt bỏ. Hiểu không?
là cục vàng hay cục phân gì thì chúng ta cuối cùng mình vẫn là phải là mình. Mình phải biết thương mình và biết trân quý mình thôi. Nà, người ta có thể thương mình và người ta có thể đá mình, nhưng bản thân mình lăn ở đâu là mình quyết định mình lăn ở đó. Nếu như chúng ta sống để vì người ta thương mình mới vui, người ta ghét mình khổ, thì chúng ta vì cái bên ngoại cảnh, nên chúng ta phải vì bản thân mình. Người ta có quyền thương mình và người ta có quyền ghét mình. Người ta có quyền đến mình và người ta có quyền xa lánh mình. Nhưng bản thân mình phải biết thương mình. Nên những đức gỡ lời đến quý vị phải biết thương quý vị. Quý vị đừng nên sống khổ. Dù quý vị có bị bỏ rơi, bị đối xử như thế nào, quý vị đừng khổ. Vì mình khổ là đánh mất chính mình. Mình giải khờ của mình mới đi sống khổ. Mình sống khổ cũng không ai thương mình. Mình phải đứng lên, mình phải sống cho thật là tốt. Sống cho thật là ý nghĩa. Chứ không phải là bị bỏ rơi mà chúng ta lại tuyệt vọng trong cuộc đời này. Đừng tuyệt vọng bạn. Bạn hãy luôn luôn có hy vọng vì bạn có ai với Đạo Phật. Bạn có người cha lành, của cải vật chất đầy đủ, yên tâm. Bạn yên tâm đi, bạn hãy sống cho thật là tốt, đừng lo. Dù chồng vợ bạn, con cái bạn có đối xử với bạn như thế nào, xã hội bạn bè có đối xử với bạn như thế nào, bạn yên tâm, còn có ai với Đạo Phật. Lúc nào cũng là một người bạn, một người thầy, một người cha rất nhiệt tình, trung thành, không bao giờ giả dối với chúng ta. Nên chúng ta hãy tin nhân quả và tín nguyện niệm Phật để quyết chí đời này chúng ta phải hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. Ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha. Ai với Đạo Phật.